Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Đây là cái cặp đôi mà sử dụng để trị sâu đục hoa và đục quả đậu bún này, đậu bún, đậu đũa nhé. Và đây là đơn hàng của chú Mỹ ở Đồng Nai sử dụng cho cây đậu đũa. Cái cặp thuốc sâu này nó mát nên là nó không có gây ảnh hưởng gì đến cái hoa và quả non, và đồng thời nó còn có cái độ bám dính cao, độ bám dính cao và không cháy lá non này, và dễ sử dụng phối hợp với nhiều loại thuốc trừ sâu khác, trừ bệnh khác nữa nhé, để giảm cái công phun xịt nhiều lần. Và các anh chị cũng có thể là kết hợp cùng với cái cặp ra hoa đậu trái này, một cái cặp mà thuốc trị sâu đục và những con bọn trĩ rầy rệp này ấy, thì các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 300 lít nhé. Đặc trị chích hút lưu dẫn cực mạnh, sử dụng để trị sâu đục quả và đục hoa, đục hoa cho các loại cây rau, các loại cây rau màu lấy quả như đậu đũa, đậu bún, hoặc các anh chị sử dụng cho các loại cây cà, cây ớt đều được nhé, cây bí và cây bầu nữa. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái món này, cho những cái món thuốc này để cho cây đậu đũa hoặc những cây rau màu của nhà mình, thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số trên màn hình nhé. Cái dòng bên trên là có Zalo. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới nhất nhé.